Tất cả những gì cậu bé nhìn thấy chỉ là những chuyển động thoáng qua, chớp nhoáng. Nhưng cậu tin chắc chắn rằng cậu thấy một cô gái. Cậu nhìn thấy có một người đàn ông đằng sau cô và hắn bịt một chiếc túi lên đầu cô. Cô gái vùng vẫy, sau đó là một thi thể bị kéo lê trong bóng tối. Âm thanh của chiếc xe ca vào lớp đất cứng. Cô gái bị ném xuống một cái hố nông và từng lớp đất đá rơi xuống mặt cô. Và mắt cô mở ra. Cậu bé choàng tỉnh và ngồi dậy với tâm trạng hoảng hốt, run rẩy và đầy mồ hôi. Cậu nhìn quanh căn phòng tối của mình và nhận ra rằng đó chỉ là một giấc mơ. Cả buổi sáng kể từ lúc cậu chuẩn bị đến trường, ngồi trên xe buýt và trong lớp học, tất cả những gì cậu nghĩ đến là giấc mơ và cô gái đó. Một nhóm các cô gái trẻ đang đi chơi trên một trong những chiếc xe thể thao mui trần của bố họ. Họ đang rất vui và lái xe quá nhanh trên một con đường nông thôn tối tăm. Không có gì nhiều, chỉ là cái bóng của một con vật băng qua đường, nhưng cũng đủ khiến người lái xe giật mình, khiến chiếc xe mất lái. Tất cả các cô gái hét lên, nhưng chỉ có một người bị hất tung cổ chiếc xe lộn nhào trên không trung. Các cô gái đứng xung quanh người bạn đã chết của mình và lập một giao ước sẽ không một ai kể chuyện cô gái kia đã ở cùng với họ. Nhưng họ phải làm gì với cô ấy? Một trong số họ chỉ về phía khu rừng và mọi người quay lại thì thấy một nhà kho đổ nát. Các cô gái bước ra khỏi nhà kho dưới ánh sáng ban mai mờ ảo cùng với bộ dạng bẩn thỉu sau một đêm dài đào bới rồi lấp hố. Không một ai trong số họ biết rằng bên dưới lớp đất bẩn, cô gái vẫn đang thở. Cậu bé thở hổn hển và vùng vẫy trước bóng tối. Cậu ném chăn ra khỏi người trước khi nhận ra rằng mình vẫn đang an toàn trên giường. Lại một bữa sáng khác, một chuyến xe khác đến trường, một tiết học khác, nhưng cậu bé vẫn không thể ngừng nghĩ về cô gái trong giấc mơ của mình. Cô ấy là ai? Cậu chắc chắn rằng mình chưa từng gặp cô gái ấy bao giờ ngoài đời, nhưng tại sao cô ấy cứ xuất hiện trong giấc mơ của mình? Cậu bé đột ngột rời khỏi dòng suy nghĩ của mình bởi tiếng đập bàn của cô giáo, và cậu xin lỗi và tập trung vào việc học một lần nữa. Vẻ mặt của người phụ nữ là sự đan xen giữa nỗi buồn và sự khó chịu. Bà không biết mình có thể tiếp tục như thế này bao lâu nữa. Nó không bao giờ ngừng lại. Làm sao lại có thể ho nhiều như vậy? Người phụ nữ ngồi lên ghế và cố gắng gạt đi ý nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu rằng sẽ tốt hơn cho cả hai nếu nó kết thúc. Cô gái ho sặc sụa trên giường. Căn bệnh quái ác đã tàn phá phổi của cô, và cô cố gắng hết sức chịu đựng để không gãi vào những vết lở loét ngứa ngáy trên mặt và ngực. Cô nhìn về phía cửa và thấy mẹ cô bước vào phòng. Mẹ cô đang bưng một cái khay đựng súp giống như thường lệ, mặc dù cô không hề thèm ăn. Khi mẹ đến gần cô hơn, cô có thể thấy là cái khay trống rỗng, và đó cũng không phải là một cái khay như cô tưởng, mà lại là một chiếc gối. Cô gái gần như không thể hét lên khi bà mẹ dùng chiếc gối để đè lên mặt cô. Người mẹ bước ra khỏi nhà kho cũ ở sân sau và đi về phía ngôi nhà. Bà dừng lại một lúc. Liệu bà ấy có thể nghe thấy tiếng ho phát ra từ nhà kho? Buổi sáng hôm đó và bữa sáng, cha của cậu bé nói với cậu một cách chắc chắn rằng ông không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về cô gái nữa. Đó chỉ là một giấc mơ và cậu cần phải gạt nó ra khỏi tâm trí của mình. Điều cậu cần tập trung là học tập. Giáo viên của cậu nhắn rằng cậu không chú ý trong lớp, và nếu cứ tiếp tục như vậy thì cậu sẽ gặp phải những vấn đề lớn hơn nhiều. Và cậu bé hứa với bố mình sẽ không nói gì về cô gái nữa. Lúc cậu bé nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe buýt, những suy nghĩ về giấc mơ cứ ập đến trong đầu cậu. Bởi vì khi xe buýt chạy dọc theo những con đường nông thôn, cậu thoáng nhìn thấy thứ gì đó trên một con đường dài có cây cối che phủ. Đó chính là ngôi nhà trong giấc mơ của cậu. Cánh cửa nhà kho mở ra với tiếng kêu cót két, cho phép ánh trăng lọt vào bên trong. Cậu bé bước vào trong yên lặng hết sức có thể. Cậu nhanh chóng bước ra với chiếc xe đạp của mình cùng với một cái xẻng được buộc vào lưng, rồi rời đi trong đêm. Cậu bé dừng lại ở cuối con đường dẫn đến ngôi nhà cũ bỏ hoang. Cậu đạp xe vào và thậm chí không tính đến việc dừng lại ở ngôi nhà. Điểm đến của cậu là một nơi khác. Cậu bé để chiếc xe đạp của mình rơi xuống sân và nhìn chăm chăm vào nó. Cái nhà kho gỗ mà cậu đã thấy rất nhiều lần trước đây, mặc dù chưa bao giờ thấy nó tận mắt. Trời tối và yên lặng, hình bóng nhà kho hiện lên qua ánh trăng sáng. Cậu bé tiến đến cái cửa duy nhất của nhà kho và với lấy tay cầm. Nó mở ra với một tiếng rít hen rỉ lớn. Cậu lấy ra một chiếc đèn pin và bật nó lên, chiếu sáng bên trong. Chẳng có gì bên trong ngoại trừ một chiếc ghế băng bằng gỗ trên sàn đất. Nhưng chờ đã, có một cái gì, một chỗ trên mặt đất hiện ra khác lạ, đen kịt, gần như bị đốt cháy. Dường như đây chính là nơi mà cậu luôn nhìn thấy trong những giấc mơ của mình. Cậu ấy biết cô gái đang ở dưới đó. Cô ấy cần sự giúp đỡ của mình. Cậu bé thọc cái xẻng của mình xuống đất, nhưng nó thậm chí không làm xước bề mặt.
mặt đất cứng như đá. Cậu thọc xuống một lần nữa và cái xẻng đâm xuyên mặt đất. Cái xẻng đột nhiên rơi xuống đất, rồi cậu bé bắt đầu ho. Cậu bé khuỵu xuống thì cơn ho trở thành một cơn đau. Cậu không thể dừng lại và cậu không thể thở. Cảm giác như cổ họng của cậu đang bị lấp đầy bằng thứ gì đó. Cậu ngã xuống đất, vẫn ho vì cảm thấy có thứ gì đó đang lấp đầy và di chuyển trong cổ họng và phổi của mình. Với một tiếng ho khan cuối cùng, cậu bé giải phóng một bầy sinh vật từ miệng của mình. Cậu nằm xuống, vùng vẫy nhưng không thể lấy được một chút không khí nào, khi tiếng vo ve của hàng ngàn con châu chấu át đi những tiếng động cuối cùng của cậu. Không có gì ngạc nhiên khi những gì cậu bé này gặp phải hoàn toàn không phải là một giấc mơ, mà là một sự tương tác với một vật thể dị thường đã được phân loại là SCP-4595, nhưng cũng có cái tên khá đơn giản và cực kỳ phù hợp, đó là phù thủy. SCP-4545 là tên gọi được đặt cho một căn phòng nhỏ nằm bên trong nhà kho gỗ, được tìm thấy phía sau một ngôi nhà gần thị trấn Jasper, India. Ngôi nhà này dường như đã bị bỏ hoang một thời gian và không có hồ sơ đáng tin cậy nào về chủ sở hữu ban đầu hay gần đây nhất của ngôi nhà. Đồ vật duy nhất bên trong nhà kho gỗ là một chiếc ghế gỗ dài, đơn giản, được đẽo thô. Mặc dù vào thời điểm phát hiện ra dị thường, hai đồ vật khác cũng được tìm thấy. Đầu tiên là một chiếc xẻng nhỏ, loại có thể được sử dụng để làm vườn. Về mọi mặt, cái xẻng dường như là bình thường, ngoại trừ phần đầu có vết máu trên đó. Mặc dù vậy, các xét nghiệm đã không thể tìm ra bất kỳ dấu vết di truyền nào từ đó. Vật thể thứ hai là một bộ xương người nhỏ. Nó đã được di chuyển khỏi căn nhà kho và khám nghiệm tử thi cho thấy đó là của một nam thanh niên, khoảng 11 đến 13 tuổi. Mặc dù nguyên nhân chính xác của cái chết không thể xác định được, nhưng rất có thể đó là do những tác động dị thường mà SCP-4545 gây ra. Nhưng những tác động sẽ còn nhiều hơn chỉ trong chốc lát. Những thí nghiệm tiếp theo cho thấy chữ phù thủy nguệch ngoạc trên cánh cửa được viết bằng than củi, mặc dù không biết ai đã viết nó và liệu nó để cảnh báo hay có mục đích gì khác. Tuy vậy, rất có khả năng từ này đề cập đến phần tử cuối cùng của SCP-4545, cơ thể được chôn bên dưới sàn đất của nhà kho. Các thiết bị chụp ảnh xuyên qua mặt đất đã được đưa đến để điều tra nhà kho, và các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng có một vị trí trên nền nhà dường như bị cháy xém vào một thời điểm nào đó, và bên dưới nó có một thi thể được chôn sâu khoảng 1 mét, được coi là SCP-4545A. Kết quả quét cho thấy cơ thể là một con người có vẻ ngoài hơi nữ tính. Chân tay của nó bị trẹo một cách đau đớn và không tự nhiên. Đồng thời có một số vết thương lớn trên mặt, ngực và cổ. Nhưng có lẽ kỳ lạ nhất là mặc dù bằng chứng tại hiện trường chỉ ra vị trí không bị xáo trộn trong nhiều năm, nhưng cái xác được chôn bên dưới dường như không có bất kỳ dấu hiệu phân hủy nào, và nó vẫn còn rất mới như ở thời điểm nó được đưa vào trong lòng đất. Rất có thể bạn đang tự hỏi mình tại sao tổ chức SCP chỉ dựa vào hình ảnh dưới lòng đất để đánh giá trạng thái của SCP-4545A, và tại sao họ không đơn giản là đi đào cái xác dị thường lên. Nguyên nhân là do những tác động dị thường ở khu vực. Thử nghiệm trên SCP-4545 đã kết luận rằng bất kỳ ai bước vào nhà kho và ở đó trong khoảng thời gian đáng kể sẽ bắt đầu gặp phải một số biểu hiện. Đầu tiên, họ sẽ bắt đầu cảm thấy hoang tưởng. Có cảm giác rằng ai đó đang theo dõi mình. Theo sau tác động hoàn toàn về tinh thần này là những tác động về thể chất. Da của họ sẽ bắt đầu ngứa. Những ai nán lại SCP-4545 đủ lâu cuối cùng sẽ phải chịu đựng những cơn ngứa cực kỳ dữ dội đến mức họ có thể tự cào cấu cơ thể của mình. Những triệu chứng này mặc dù rất khó chịu nhưng cuối cùng sẽ giảm bớt nếu bạn rời khỏi nhà kho, và rất có thể chúng được dùng để cảnh báo về điều sẽ xảy ra nếu một người tác động vào khía cạnh nguy hiểm nhất của SCP-4545 là cơ thể bị chôn vùi bên dưới nó. Bất kỳ ai cố gắng tác động đến SCP-4545A bằng cách cố gắng đào nó lên hoặc loại bỏ nó khỏi vị trí ban đầu sẽ nhanh chóng gặp phải một triệu chứng dị thường khủng khiếp. Cá nhân đó sẽ sớm nhận ra rằng mình khó thở, và ngay sau đó họ sẽ bắt đầu ho. Ho sặc sụa, ho đến nỗi không thể thở được nữa. Nguyên nhân của chuyện này là sự xuất hiện kỳ lạ của Chitokera gregaria, hai con được gọi là châu chấu sa mạc. Chúng sẽ lấp đầy tất cả mọi khoảng trống trong khoang ngực, phổi, đường hô hấp, dạ dày của nạn nhân. Chúng sẽ tiếp tục xuất hiện trong cơ thể của nạn nhân cho đến khi tràn được ra ngoài, một quá trình thường chỉ mất vài phút. Bất kỳ con châu chấu nào thoát ra khỏi cơ thể của nạn nhân, thường là qua miệng và mũi, sẽ nhanh chóng bốc hơi ngay khi chúng vượt qua cánh cửa của nhà kho. Cho đến nay, không có phương pháp nào được xác định là có thể ngăn chặn các tác động của SCP-4595, và hiện tại không nhân viên nào được phép vào trong nhà kho dị thường ngoại trừ mục đích thử nghiệm. Nhưng ngay cả trong những trường hợp đó, thí nghiệm trên SCP-4595A vẫn bị nghiêm cấm. Nhờ sự tương đối dễ dàng trong việc bảo vệ và ngăn chặn người ngoài xâm nhập, nó đã được tổ chức phân loại là an toàn, với cấp độ phá vỡ thêm vào là đen tối và cấp độ rủi ro là cảnh cáo. SCP-4595 là gì? Liệu SCP-4595A
có phải là một nạn nhân bị kết tội phải nằm vĩnh viễn dưới cái nhà kho đổ nát này, hay nó là một con quái vật bị phong ấn vì một số lý do không xác định? Lời cảnh báo duy nhất để chúng ta tránh xa chỉ là một từ duy nhất trên cánh cửa. Có thể một ngày nào đó, cuối cùng chúng ta sẽ biết được câu trả lời tại sao SCP-4595 lại chỉ được biết đến với cái tên phù thủy. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob như SCP-3998, một phù thủy sâu xa bất tử. Một câu chuyện về phù thủy khác, mặc dù nó có thể không phải là câu chuyện mà bạn mong đợi, và hãy đảm bảo rằng bạn đăng ký một thông báo để không bỏ lỡ bất cứ một điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.